Về công tác phòng cháy chữa cháy, thưa quý vị, những ngày qua, đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Biên Hòa đã phối hợp cùng ban quản lý các khu chung cư triển khai các công tác tuyên truyền, huấn luyện chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại các khu chung cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Qua đó nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của đội phòng cháy chữa cháy cơ sở cũng như của người dân trong công tác đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ ở các chung cư, nhà cao tầng. Đây là buổi tuyên truyền trực tiếp của cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Biên Hòa cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở của chung cư Thomas Queen ở phường Thống Nhất thành phố Biên Hòa. Tại đây, thành viên đội chữa cháy cơ sở, ban quản lý chung cư, nhân viên văn phòng được hướng dẫn các phương pháp chữa cháy, cứu người trên cao, mắc kẹt trong các căn hộ, kiểm tra hệ thống chữa cháy, báo cháy, đề phòng cháy, nổ. Phương tiện chữa cháy thì thường xuyên là khoảng 6 tháng một lần thì được nạp bình để đảm bảo về cái chất lượng cũng như hàng quý, hàng tháng thì đội phòng cháy chữa cháy tại chỗ có niêm yết tại hai bảng thông tin của chung cư cũng như là các cái group về Zalo, Viber của chung cư để tuyên truyền cho cư dân về cái công dụng rồi cũng như là cái nguy hiểm của cái vấn đề bảo đảm an toàn cháy nổ tại các căn hộ. Còn tại khu chung cư trên địa bàn phường Quang Vinh, công tác phòng cháy chữa cháy cũng thường xuyên được thực hiện. Bên cạnh đó, việc bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền cho các hộ dân sống trong chung cư vẫn được duy trì đúng quy định. Để nâng cao khả năng chữa cháy khí ga cho các hộ dân, cảnh sát phòng cháy chữa cháy cũng đã hướng dẫn chi tiết tại các buổi tập huấn tuyên truyền tại chung cư. Công tác phòng cháy chữa cháy tại công ty chúng tôi lúc nào cũng được đưa lên hàng đầu và cũng được sự quan tâm của ban giám đốc công ty. Hàng năm được công ty cũng tổ chức tuyên truyền thường xuyên, như tổ chức cho anh em tập huấn luyện nâng cao kỹ năng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Đồng thời chúng tôi cũng tự tập huấn, tự trang bị những kiến thức về công tác phòng chống cháy nổ, cứu nạn cứu hộ đối với nhà cao tầng. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tổ chức tuyên truyền nhắc nhở các hộ dân để nâng cao ý thức và đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại chung cư. Theo số liệu của đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Biên Hòa, từ tháng 12 năm 2022 đến nay đã tổ chức tuyên truyền phòng cháy chữa cháy cho 45 cơ sở với hơn 400 lượt người. Tập huấn nghiệp vụ cho đội phòng cháy chữa cháy cơ sở là 38 lớp với gần 2.000 người tham gia. Tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy cho 131 cơ sở. Đối với hội chung cư thì trong thời gian vừa qua thì chúng tôi cùng phối hợp với ủy ban dân các phường có các cái chung cư tổ chức là các cái ban quản lý tổ chức là tuyên truyền vận động các hộ dân vào những cái ngày cuối buổi các cái hộ dân xuống để tập trung để tuyên truyền những cái kỹ năng và công tác phòng cháy, đặc biệt là trong gia đình của mình, sau đó là các cái công tác thoát nạn, kỹ năng thoát nạn trong quá trình mà khi có sự cố cháy nổ xảy ra thì chúng ta thoát nạn đảm bảo an toàn. Để đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư, chính quyền địa phương trên địa bàn quản lý cần tăng cường tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy cũng như nâng cao ý thức trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức cá nhân, mà cụ thể là ban quản lý, ban quản trị và các hộ dân sống tại chung cư trong việc chấp hành các quy định pháp luật về phòng cháy chữa cháy.